Hello, xin chào bà con Nam Nam. Bà con Okaka trọng tâm 1m. Một con Wachanon Hàn Quốc trọng tâm 1m2. Okaka thì đẹp tuyệt vời rồi nha. Còn Wachanon này cái này chuẩn bị sơn lại luôn nha. Mấy bọn đẹp, mấy trẻ hoạt động tốt. Chỉ biết sơn lại, chuẩn bị sơn lại thôi. Con này trọng tâm 1m2. Thêm mấy trái A thôi, 30, 35, 50 là 3 trái thôi nha, còn A trên nha. Ồ, con trái này thì ra được đồng không lắm nhau. Này lỗ tầm 4 mấy, tầm 1 mét. Qua băng được 450. Xếp cháu xếp dao cho nhanh nha, dao 250 cặp 203 xun cháu phần thôi nha, anh mong là đẹp thật đẹp anh thắng. Con này thì bao chạy bao giòn rồi đã thử em mãi ngon lành. Anh em có nhu cầu hai con này là dễ thôi nha. Bên em chốt cọc một số máy chuẩn bị giao, máy phay này bán rồi nè, máy Iwasta này bán rồi nha, con Daron 550 này cũng bán rồi nha, con Maro 8 MZ này cũng bán rồi nha, con máy bào cũng bán rồi nha, con Casino này cũng chốt rồi nha, chuẩn bị giao hàng nha. Còn lại những máy khác em chấm con nào thì gửi qua Zalo và báo nha. Tầm từ 550 tới 1m2 thì mình dài hết rồi, 1m2 thì con quá rồi, cho non mới về đó. Con này 1m nè, con này 550 nè, nó nhập giá rẻ với 200 rồi, nó mới còn con nào lâu chăm phát. Còn máy mài này thì bao giờ mới chạy nhưng mà đang hết dầu, chưa có dầu đổ. Mấy con Hàn Quốc, ba con Hàn Quốc, 1m, 1m2.